kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông phụ ngày 31 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và sáng sớm mai tại khu vực Bắc Bộ, mưa nhỏ sẽ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều tại Đông Bắc Bộ. Nguyên nhân gây mưa là do sự hoạt động tăng cường trở lại của khối khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông. Nhiệt độ thời điểm này là từ 15 đến 19 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đến trưa chiều mai thì mưa giảm, Tây Bắc Bộ thậm chí còn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 21 đến 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 22 đến 27 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Lui xuống khu vực Trung Bộ, không khí lạnh tăng cường yếu cũng không làm thời tiết biến động nhiều. Mưa nhỏ xuất hiện rải rác tập trung tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ về đêm và sáng sớm. Ban ngày toàn miền trời có nắng, cường độ nắng tăng dần từ Bắc vào Nam với mức nhiệt trưa chiều dao động trong ngưỡng là từ 22 đến 25 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 27 đến 32 độ ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Thưa quý vị và bà con, hiện tại ở một số địa phương khu vực Trung Bộ đang phát sinh sâu bệnh phát triển gây hại cục bộ trên lúa mùa, giai đoạn ngậm sữa đến thu hoạch như là dày nâu, dày lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt, hay như ruồi đục nõn, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá, sâu quấn lá nhỏ gây hại nhẹ, rải rác trên lúa đông xuân sớm, giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Do vậy, bà con cần chủ động thăm ruộng đồng thường xuyên để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Khi phát hiện cây mắc bệnh thì bà con cần phun thuốc diệt trừ theo liều lượng cũng như khuyến cáo của cán bộ thú y địa phương. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái thời tiết chủ đạo là đêm không mưa và ngày có nắng, với nhiệt độ trưa mai dao động từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và 31 đến 34 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trên 100 hecta sắn bị bệnh khảm lá, tập trung ở các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất, Long Thành. Điều đáng lo ngại hiện nay là nguy cơ tái bùng phát bệnh và tiếp tục lây lan trên diện rộng là rất lớn nếu người dân tiếp tục lấy hom giống từ các cây sắn đã ủ bệnh. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh khảm lá sắn trên địa bàn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai đang triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn hom giống, đặc biệt là tại vùng có dịch. Đồng thời hướng dẫn bà con không nên đồng loạt sử dụng giống sắn HLS-11 để trồng, vì đây là giống sắn rất dễ nhiễm bệnh khảm lá. Hiện tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xây dựng các vùng sản xuất hom giống sạch để cung cấp hom giống cho người dân trong vụ năm sau và khuyến cáo người dân tiến hành phun xịt, tiêu diệt bọ phấn, tác nhân lan truyền bệnh. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là từ 82 đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho tới 24 độ, độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình là từ 81 đến 86%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 32 độ, độ ẩm trung bình là từ 82 cho tới 87%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày trời nắng nhiều. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ, độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Hy vọng với những thông tin được dự báo, quý vị và bà con có thể chủ động kế hoạch sản xuất của mình. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.